Tủ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tủ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm Ibuprofen 400. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Ibuprofen 400 chứa Ibuprofen 400mg, tác dược vừa đủ một viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc Ibuprofen được dùng để giảm đau và chống viêm từ nhẹ đến vừa trong một số trường hợp như sau: đau đầu, đau răng, đau sau khi phẫu thuật, đau do ung thư, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp thiếu niên, hạ sốt ở trẻ em, dùng trong đau bụng kinh, vân vân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Thuốc Ibuprofen 400 được sử dụng bằng đường uống nên uống thuốc trong bữa ăn. Liều dùng Ibuprofen: đau nhẹ đến vừa, sốt, đau cơ xương ở người lớn sử dụng liều 1,2g đến 1,8g mỗi ngày, chia 3 đến 4 lần trong ngày. Liều tối đa của thuốc Ibuprofen cho người lớn là 2,4g mỗi ngày. Liều duy trì của thuốc Ibuprofen là 0,6 đến 1,2g hàng ngày. Viêm khớp thiếu niên: trẻ em trên 7kg sử dụng liều 30 đến 40mg trên ký hàng ngày, chia 3 đến 4 lần uống. Sử dụng liều 2mg trên ký trên ngày đối với viêm khớp nhẹ. Sốt và đau ở trẻ em: không khuyến cáo sử dụng Ibuprofen đối với trẻ em cân nặng dưới 7kg. Sử dụng liều 20 đến 30mg trên ký mỗi ngày, chia uống nhiều lần, cách nhau từ 6 đến 8 giờ. Trẻ em từ 1 đến 2 tuổi có thể sử dụng liều 50mg uống 3 đến 4 lần mỗi ngày. Trẻ em 3 đến 7 tuổi có thể sử dụng liều 100mg uống 3 đến 4 lần mỗi ngày. Trẻ em từ 8 đến 12 tuổi có thể sử dụng liều 200mg uống 3 đến 4 lần mỗi ngày. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc. Người bệnh mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, người có tiền sử dị ứng với thuốc chống viêm không steroid khác, bệnh nhân đang bị loét dạ dày, tá tràng, vân vân. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: thường gặp mệt mỏi, chướng bụng, buồn nôn và nôn, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, ngứa, ngoại ban, vân vân. Ít gặp phản ứng dị ứng, đặc biệt là tình trạng co thắt phế quản ở bệnh nhân bị hen. Viêm mũi, nổi mề đay, đau bụng, chảy máu dạ dày, ruột làm cho tình trạng loét dạ dày tiến triển. Lơ mơ, mất ngủ, ù tai, rối loạn thị giác, giảm thính lực, thời gian chảy máu kéo dài, vân vân. Hiếm gặp phù, nổi ban, hội chứng Tavenjensen, rụng tóc, trầm cảm, viêm màng não vô khuẩn. Nhìn mờ, rối loạn nhìn màu và giảm thị lực do ngộ độc thuốc, giảm bạch cầu trung tính, giảm bạch cầu hạt, tăng bạch cầu ưa elsin, giảm tiểu cầu, gây thiếu máu. Rối loạn co bóp túi mạch, xét nghiệm chức năng gan bất thường, nhiễm độc gan, viêm bàng quang, đái ra máu, suy thận cấp, viêm thận kẽ, hội chứng thận hư, vân vân. Thận trọng khi sử dụng thuốc. Những thận trọng khi sử dụng thuốc. Những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này: các bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày, thoát vị, xuất huyết đường ruột phải được theo dõi cẩn thận trong suốt thời gian điều trị.
theo dõi lượng nước tiểu và chức năng thận ngay khi bắt đầu điều trị thuốc ở các bệnh nhân bị bệnh tim, xơ gan, thận hư, suy thận mãn tính hay bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc lợi tiểu, đặc biệt là người già. Lúc có thai, không sử dụng thuốc trong 3 tháng đầu của thai kỳ và chống chỉ định tuyệt đối các thuốc kháng viêm không steroid trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Lúc nuôi con và cho con bú do thận trọng không nên chỉ định ibuprofen cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú. Lưu ý cần thiết. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.